có giống dừa nào mà nhiều trái không shop? À, để mình giới thiệu cho mọi người hai giống dừa cho trái nhiều nhất tại Việt Nam, thậm chí là trên thế giới luôn nha. Đó là dừa sim dây xanh hay còn gọi là dừa éo xanh. Và đây là dừa sim dây vàng, còn gọi là dừa éo vàng. Dân gian gọi đây là giống dừa trăm trái, bởi vì khi cây đổ buồn thì sẽ cho từ hàng chục cho tới 100 trái lận nha. Dừa sim dây xanh thì cho trái màu xanh, còn dừa sim dây vàng thì cho trái màu vàng. Kích thước trái thì to bằng lòng bàn tay, vị trái ngọt liệm và nhiều nước lắm nha. Về phần cơm của giống dừa này mình phải nói là 10 điểm. Vì cơm vừa mỏng vừa dẻo lại có vị ngọt, rất là đặc trưng. Mọi người nhìn xem nè, dừa sim dây vàng thì phần tàu lá và phần thân có ướm màu vàng rất là đặc trưng. Còn dừa sim dây xanh thì khác ở chỗ là xanh từ lá cho tới thân. Hai giống này thì cao trên 1 mét là đã đổ buồn cho trái rồi nha. Đặc biệt, giống dừa này có thể trồng chậu cho trái. Cây trồng trang trí cảnh quan, vừa che bóng mát tốt nè, vừa có trái ngon ăn uống quanh năm luôn nha. Để dừa trồng chậu nhanh cho trái, mọi người nên chọn dạng cây vừa nuôi sẵn trong chậu hoặc là dạng cây bứng đã được dưỡng ổn định. Vườn mình hiện đang có hai cỡ cây, cỡ cây giống và cỡ cây nuôi sẵn chậu khoảng 2 năm tuổi. Cả hai giống dừa này đều được Hoàng Long Farm trực tiếp sản xuất nên đảm bảo đúng giống và chuẩn chất lượng. Và song song đó, Hoàng Long Garden còn đồng hành tư vấn trong suốt quá trình trồng. Mọi người có bất kỳ thắc mắc hãy nhắn ngay cho bên mình nha.